Một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 10 tuổi. Bố thì hiện tại là đôi mắt là kiểu là không có được sáng rồi, các bác bị mờ đấy, và bị một chút là cái thiểu năng trí tuệ nữa. Người mẹ thì đã bỏ đi từ năm lúc mà em ấy học lớp 4, năm nay thì là lên 10 tuổi rồi. Cuộc sống hàng ngày của hai bố con thì bố là đi làm thuê là nhiều. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai bố con của bác ạ. Ở đầu video thì cho phép cháu được xin được phép tóm tắt lại thêm một chút của bác. Tại vì sao cháu được tóm tắt ở đây là một cái hoàn cảnh mới. Cháu Lực vừa mới xuống và chia sẻ của bác ạ. Vừa mới xuống thì bắt gặp là em Quyền, là em ấy đang lấy cỏ để mà cho trâu đấy cô bác. Theo như là bố Quyền có nói với cháu Lực đấy, là con trâu này là đi lấy về nuôi để mà lấy phân cũng như là lấy sức để kéo làm ruộng làm nương. Quyền là một mình ở nhà thôi à? Chú chào anh, chào Quyền nhá. Nhá. Lần sau là anh xuống là phải chào lại anh nhá. Được chưa? Đấy, thấy anh chào Quyền đấy, Quyền bảo là em chào anh nhá. Được chưa? Được chưa? Rồi. Thế là Quyền hôm nay là một mình ở nhà thôi à? Cho anh hỏi ra đây, cho anh hỏi. Hôm nay Quyền ở nhà một mình ở nhà thôi à? Vâng. Thế bố đi đâu rồi? Bố cắt cỏ. Bố đi cắt cỏ rồi à? Thế thì bây giờ thấy chú đang ghi hình thì khoanh tay chào các bà đi. Em chào các ông các bà. Nào, ra đây chú dạy. Con chào các ông các bà, khoanh tay lại. Con Con chào con. chào các ông các bà. Rồi, thế Quyền thì giới thiệu một chút về cái bản thân của mình đi. Họ tên đầy đủ là gì? Quyền. Cái gì Quyền? Quyền. Họ tên đầy đủ ấy, họ mình là họ gì? Xin Văn Quyền. Xin Văn Quyền à? Năm nay thì Quyền học lớp mấy tuổi? Học lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5 là. Ôi cái đầu đầu của Quyền thì chỗ này là bị thủng một lõm, là bị chỗ này trước bị làm sao? Không biết. Không biết à? Chắc là hồi nhỏ là bị cái cây gì đập trúng này. Thế Quyền là ở nhà là làm những công việc gì đấy? Thế Công bố của việc Quyền thì đi tận đâu lấy cỏ ấy? tầng kia Ở tận kia à? Thế còn Quyền hôm nay là ở nhà là làm gì? Trong nhà thôi à? Phải đi xuống chiều tối quá rồi cô bác ạ, thì không có bắt gặp là bố của Quyền là ở nhà nữa. Hãy ở phần trên này thì những cái tấm ván này thì hầu như là xung quanh nhà là bị mục hết rồi cô bác ạ. Có vẻ như là ván này là ván mà gỗ gỗ nó bị non đấy cô bác, thành ra là bị thủng hết. Thế là đây là chỗ thái cỏ cho con trâu à? Trâu này thì bố Quyền nói là đi lấy nhà bác nào về nuôi kia. ở kia à? Nhưng mà có nhớ là bác gì không? Bác hay bác gì? Anh Anh à? Thế trâu này thì lấy về nuôi lâu chưa? lâu Nuôi lâu rồi à? Quyền thì có vẻ như là có một cái bộ răng thì cũng khá là xấu một chút của bác ạ. Bây giờ thì có vẻ như là em ấy còn nhỏ ấy, cho nên là chưa biết gì, nhưng mà sau này lớn lên thì chắc chắn là rất là tự ti. Ai cắt tóc cho Quyền mà chỗ thấp chỗ cao đấy hả? anh Anh cắt tóc cho á? vâng Ủa tay sao bị nhiều cái vết gì cào thế này? Đi lấy cỏ à? Đi lấy cỏ bị cào à? Chân tay thì cũng bị xước hết rồi này. Đấy, đi lấy củi lấy cỏ này thì chắc là không có đeo quần quần dài. Quyền có quần dài không? không Không có quần dài á? Thế ban ngày buổi sáng đi học thì mặc quần gì đi học? Con bò. Mặc quần bò đi học à? Quần bò đấy là có những kiểu quần của chú, quần của anh nhỉ, đúng không? Thế quần quần như nào? Như thế này. Quần như thế này á? Thế không không có quần dài như này đi học à? Thế cô giáo cũng cho đi học à? Cô giáo vẫn cho đi học á? Ở nhà thì không có quần nào để mà mặc nữa, là mặc những cái quần bò mà rách như này để mà đi học thôi cô bác ạ.
Quần này, quần bò này rách hay là tự rách? Nó bị rách hay là em tự rách? Nó tự rách à? Có bị tự rách như quần chú không? Có. Có à? Thế là có dùng cái cao kéo cắt không hay là như nào? Không. Không à? Là tự rách thôi à? Vâng. À, như đi học thì thấy các bạn là có mẹ đầy đủ thì có thấy tủi thân không? Có. Vẫn có à? Thế nếu mà đi đi lên lớp như này thì là bố có còn đưa đi học không hay là một mình tự đi? Một mình tự đi. Một mình tự đi à? Thế Quyền đi học thì là buổi sáng đi học ấy, đi bộ đi hay là có đi nhờ ai không? Đi bộ đi. Đi bộ à? Từ đây đến trường thì độ tầm bao xa? Một ít. Một ít à? Đi buổi sáng thì thường thường là mấy giờ là em dậy để đi học? Không biết. Không biết à? Tại vì sao không biết cô bác ạ? Tại vì là em ấy không có đồng hồ, không có điện thoại. Thế nhà của Quyền là không có đồng hồ đâu à? Không. À, thế thì chú bây giờ đưa chú đi về nhà nhé. Ở nhà thì có làm thêm công việc gì không? Không. Và những cái chỗ hành lang này mà không cẩn thận là có thể là bị rơi xuống đúng không bác? Vào trong nhà thì hôm nay thì cháu được xuống là cũng khá là muộn rồi, thành ra là hơi tối một chút. Đây là cái bảng điện của nhà Quyền à? Vâng. À, thế nếu mà bật điện sáng thì bật đâu? À, bật ở đây à? Vâng. Thế là buổi tối là có một bóng đèn này hay là có nhiều bóng đèn? Một đèn. Đó là có một bóng đèn thôi à? Vâng. À. Thế là chỗ ngủ của Quyền với lại của bố thì là hay ngủ ở chỗ nào nhiều nhất? Ngủ ở đây là nhiều nhất à? Vâng. Thế là cả bố với lại cả Quyền là ngủ ở đây à? Vâng. Nhìn thấy ở đằng sau thì có vẻ như là còn dùng những cái tấm đan thôi cô bác ạ, chứ không phải là bằng cái tấm ván cả. Cái cột nhà như này thì cũng đã bị mục hết rồi. Ôi, chỗ này thì bị thủng to đấy. Thế đây là cặp đi học à? Không. Thế cặp này là cặp gì đây? Đi chơi. Cặp đi chơi à? À. Trong nhà thì cháu được cũng đã ghi hình lên khá là nhiều lần rồi các bác. Chẳng có vật dụng gì mà giá trị cả. Bên này thì có vẻ như là còn là một chút rơm. Rơm này thì để làm gì đấy hả Quyền? Cơm. Nhưng mà để làm gì ấy? Cỏ. À, để làm cỏ à? Bố thì đi lấy cỏ là lâu chưa? Lâu. Đi lấy cỏ lâu rồi à? Tầm mấy giờ thì bố về? Không biết à? Đến tối muộn thì về chưa? Về rồi. Tối muộn là về à? Bát này thì là mấy hôm là không rửa rồi? Hả? Hai hôm là không rửa bát rồi à? Vâng. Thế là mỗi lần rửa bát như này là Quyền rửa hay là bố rửa cho nhiều? Bố rửa nhiều. Bố là rửa nhiều hơn à? Vâng. Quyền thì đi học là nhiều với cô bác, thành ra là nhất là thành ra là em ấy là ở nhà rảnh là hộ bố rửa. Có bê được không? Nếu không bê được đây, chú bê được. Đi rửa lên đâu. Quyền là có cái rẻ rồi bát hay là cái dầu gì rửa không? Không. À, tưởng là không có. Nhìn ở ra góc bên này thì ngôi nhà thì hầu như là toàn là bị con mọt nó đục đéo là nhiều thôi cô bác. Đây này. Nhà thối. Nhà thối. À, có rẻ dầu rửa bát à? Vâng. Thế là có dầu rửa bát không? Thế có biết dầu rửa bát là gì không? Có. Hả? Có. Biết à? Thế đã từng rửa dầu rửa bát chưa? Chưa rửa bao giờ à? Vâng. Nên là chỉ biết thôi à? Vâng. Nó rửa thế này thì làm sao mà sạch được? Không. Có vẻ là những cái bát đũa này cũng hầu như là cháu Lực nhìn thấy là rất là bóng loáng, hình như là như kiểu là không có dùng dầu là nhiều cả.
thế. Cái rửa bát là mỗi lần là rửa như thế này à? Vâng. Là không có dầu rửa bát để mà rửa à? Không. À. Hai bố con thì chắc là tiền nong của bác thì cũng không có đủ tiền để mà mua dầu rửa bát này chẳng hạn. Lần sau cháu được xuống sẽ mua dầu rửa bát cho. Phải lấy nước ngâm này này. Ôi trong này ai nuôi cá ở đây ấy? Bố. Bố nuôi à? Thế nhưng mà ở nhà thì không rửa dầu rửa bát bao giờ thì ai nói cho Quyền biết là dầu rửa bát? Tự biết. Là tự biết à? Vâng. Sau ăn cơm xong là ăn bữa nào là rửa ra bữa đấy nhá. Ừ. Đừng có để nhiều nhiều như thế này nhá. Để nhiều như thế này là rửa cũng mệt đấy nhở. Có mệt không? Không mệt đâu à? Nhưng mà mẹ của Quyền thì là bỏ đi từ bao nhiêu lâu rồi Quyền có biết không? Không. Không biết à? Thế lúc đến mẹ bỏ đi là đến lúc đấy là năm mình học mấy tuổi? 4. Học đang học lớp 4 tuổi à? Vâng. Học lớp là, à? Lớp 4. Học lớp 4 đúng không? Vâng. À. Đấy, lần sau mà Quyền trả lời thì là Quyền phải trả lời là có em nhá. Phải có em nhá. Vâng. Rồi. Không được trả lời là cháu không như thế suốt nhá. Đấy, đi học thì lên lớp cô giáo dạy bao nhiêu là cũng chỉ biết là tiếp thu đến từng ấy thôi. Ở nhà thì bố thì chắc là chưa có bao giờ mà dạy học cho cả. Bố của Quyền thì có biết biết viết không? Có biết viết không? Có biết viết tên không? Không biết viết tên à? Thay cái này thay cái mới đi, đổ đổ ra đi để chúng múc, để anh múc cho mới. Đấy. Nước này thì có phải nước sạch không? Không. Thế nước này là nước để mà giặt đúng quần áo thôi à? Thế nước sạch nước uống này là ở đâu? Để cá. Nước là để cá à? Ừ. Thế nước sạch thì là uống ở đâu? Cái nước là để nấu cơm ấy. Thế cái nước để uống là nước uống ở đâu? Thế. Là uống cái này đúng không? À. Thế nó gọi là nước sạch rồi. Lần sau thì nhớ là bắt đúa nha.
ăn cơm xong một bữa là phải rửa nhá. Hai bố con thì mỗi bữa ăn thì chắc là cũng chỉ có tầm 2-3 cái bát thôi mà anh thấy là xuống là có nhiều bát thế. Mấy ngày không rửa rồi à? Hay là cái bát sạch cũng đem đây rửa ấy? Hả? Đây anh rửa cho thì quyền là để xuống dưới đi. Hả? Đấy cơm thì nó còn khô hết cả da rồi. Dùng ở nhà có nước nóng không? Cái nước sôi ấy. Có đúng không? Nước trong phích thì có đúng không? Thế là tí là lấy nước vào đây cháo một tí nhá. Chứ không là nhìn thấy là dầu rửa bát cũng không có. Chú ấy đâu chú? Lấy cỏ à? Đấy, bây giờ rửa máy không ra này. Chú là đi lấy cỏ ở tận đâu? À nhà chú là nhà bên kia đúng không? Như chú thì có biết là về cái hoàn cảnh của gia đình của hai bố con Quyền không? Như mẹ của Quyền ấy là chú có biết là lý do tại sao lại bỏ đi không? Không bỏ đi thì không có nói chuyện gì đâu. Nó đi làm nó không về đâu. Là đi làm là không về luôn à? Vâng. Lấy chồng luôn. Là đi lấy chồng mới luôn. À. Thế là từ lúc mà đi bỏ đi ấy, thì là Quyền là được tầm năm lớp mấy? 4. Học lớp 4 à? Học lớp 4 là bỏ đi à? Này, cháu thì chắc là chú chưa biết cháu đâu. Đấy cháu thì giới thiệu một chút. Cháu thì có làm một cái kênh, cháu là Tiên Lực, cháu làm một cái kênh YouTube chia sẻ về cái những cái hoàn cảnh như em Quyền chẳng hạn này. Đấy, chú thì có biết là về YouTube không? YouTube ấy. À không biết đâu à. Đây, hầu như là các bác ở trên vùng cao thì có gia đình nào mà có điều kiện thì là có thể mua được điện thoại vào đây xem đấy, nhưng mà có gia đình thì không. Cháu đi hôm nay là đi xuống nhà Quyền thì là được hôm thứ hai thứ ba rồi. Đợt nào mà xuống thì chúng chưa có gặp chú. Cháu thì cũng được bên anh trưởng thôn ấy giới thiệu về cái hoàn cảnh của hai bố con đấy. Cái mắt của bố của Quyền thì là không có được sáng lắm. Bố đang thuần nhà. Bố đang cái cắt cỏ. Vác cây à? Thế là chắc là đi vác cây là chắc là cắt luôn cả cỏ hay sao rồi? Vừa rồi xuống thì Quyền nói là đi cắt cỏ. Một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ có 10 tuổi. Bố thì hiện tại là đôi mắt là kiểu là không có được sáng rồi, các bác bị mờ đấy, và bị một chút là cái thiểu năng trí tuệ nữa. Người mẹ thì đã bỏ đi từ năm lúc mà em ấy học lớp 4, năm nay thì là lên 10 tuổi rồi. Cuộc sống hàng ngày của hai bố con thì bố là đi làm thuê là nhiều, mẹ thì lừa hết cái tài sản của người bố là chạy đi theo người mới. Việc những cái rửa bát như này thôi là cũng không có tiền để mà mua dầu rửa bát, thực phẩm mọi cái. Thì là bố là đi làm thì cũng chỉ là mua mắm muối mì chính, là mua gạo là nhiều. Đi làm thuê như này thì ở trong làng ấy các bác ạ, người ta thuê làm việc gì thì là chỉ có làm những công việc đấy, mà công việc rất là nặng thì người ta mới thuê để làm.
Thế ở trong nhà của Quyền là còn gạo với lại thóc ở đâu không? Hả? Có á. Thế thì là gạo vậy này, cho chú đeo cái này một cái này. Thế nhà của Quyền là có gạo, có thóc là ở đâu? Trong kia có nhiều không? Không à, xem nào. À, cháu Lực nhìn thấy là còn là độ tầm là 20 cân một chút cô bác ạ. Bố thì hiện tại là theo như Quyền nói là đi cắt cỏ rồi, là không ở nhà, chỉ có mỗi em là ở nhà đấy, nhưng mà em ở nhà là cũng dọn dẹp nhà cửa mọi cái. Thế đây là đến lúc mà hai bố con là nấu cơm ở đây à Quyền? À đây còn có quả chuối này này. Chuối này là nhà Quyền tự có hay là đi đâu để lấy về? Nhà tự có à? À đây là những cái vỏ trấu, cái này là vỏ trấu đó cô bác ạ, để mà chắc là cho đi nghiền để cho lợn đấy. Bố của Quyền thì có biết đâu uống rượu không? Không biết uống rượu đâu à? Đấy, thưa các bác, đến tối muộn rồi là bố vẫn chưa về. Nên bố chưa về thế này thì có phải đi đón bố không? Có. Có á? Có phải đi đón bố à? Thế bố thì hay đi lấy cỏ ở tận đâu nhá? Tật kia. Tận cái kia. Đi đón bố như này thì có hộ bố bác được cỏ không? Có một tí. Có một tí à? À. Thế là đến tối muộn như này thì bố về tự nấu cơm hay là em ở nhà nấu cơm phụ cho bố? Bố tự Về nấu. nhà, về nhà thì bố mới nấu cơm à? Vâng. À. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đến thưa các bác, đến tối muộn rồi là bố của em Quyền là vẫn chưa về đến nhà cả. Bây giờ thì còn phải là bật bóng đèn rồi đấy. Thế bóng đèn của nhà Quyền thì có một cái bóng đèn này thôi à? Vâng. Cái bóng đèn này thì là có sáng, có sáng đến chỗ ngủ không? Có. Có. Thế còn cái chỗ bên này là ai ngủ? Đây để chơi ạ. Hả? Để chơi. Là để chơi thôi à? Ui dồi, cái này thì có vẻ như là bị thủng với cô bác này. Nhưng tấm này thì đã bị mọt rồi. Thành ra là mới dùng phải mới dùng đến cái này để mà che vào. Cái Quyền thì là ở nhà là nó có nấu cơm đợi bố không? Đợi bố về để về đến nhà thì mới nấu cơm hay là Quyền nấu cơm đợi trước bố? Nấu cơm. Nấu cơm à? À. Thế tối nay là hai bố con là sẽ ăn cơm với cái gì tối nay ấy? Bún. Cơm với bún à? Bún thì bố đi mua về hay là như nào? Các bạn cho. Các bác cho à? Vâng. Cái chỗ bên này thì nếu mà ngủ bên này thì có bị dột vào đây không? Mưa 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 có ướt chăn này không? Có một tí. Có một tí à. Phần phía đằng sau nhà này cô bác này thì cháu Đức nhìn thấy là chưa có dùng bằng cái tấm ván này cả. Nhưng cái tấm ván này thì nhìn trông có vẻ như rất là chắc chắn cô bác, nhưng mà phần dưới đáy của nó
nếu mà đẩy mạnh là sẽ bị bung ra ngoài luôn. Đây là quyền ngồi xuống đây. Thế là quyền đến cái lúc mà đi học ấy thì là mặc nguyên một cái quần đùi đi thôi à? Không. Không có quần dài như anh này à? Có một cái à? Vâng. Một cái quần bò à? Vâng. À. Thế mà cái quần này thì là cô giáo có cho đi vào lớp để học không? Có. Cô giáo vẫn cho vào lớp à? Vâng. Đấy, thật sự ra thì nếu mà bây giờ cô không cho vào lớp ấy thì em cũng chỉ có một cái quần thôi. Một cái quần thì có một cái quần thì cũng chỉ đủ để mà mặc đầm độ là một ngày thôi. Là đến ngày sau thì em lại phải giặt rồi. Thì lại mặc thêm là cái quần bò ngắn ngắn này. Trước cái quần này thì có dài không? Hay là tự cắt ra hay là mua vào đã thế rồi? Nó tự rách như này à? Ừ. Quần này thì ai mua cho còn nhớ không? Cô giáo cho rồi. Cô giáo cho thôi á? Vâng. À, thế là những cái áo này thì có cô giáo cho không? Không. Không à, cô giáo cho quần đúng không? Vâng. Hầu như là những cái bộ quần áo giày dép như này của bác này thì giày thì được là bạn cho à? Vâng. Còn dép, còn quần này thì được cô giáo mua cho. Lúc cô giáo mua cho thì là còn mới không? À, có. Lúc cô giáo mua cho là còn mới à? Vâng. À, em học giỏi hay là cô giáo biết không có quần thì cô giáo mới mua cho? Không có. Cô giáo bảo có mẹ. Cô giáo bảo không có mẹ à? À, không có mẹ là mua cho đúng không? Vâng. Một cái cậu bé mà thiếu vắng đi cái bàn tay của người mẹ chăm sóc ấy thì nó sẽ rất là khác luôn cô bác ạ. Cả lớp là biết là Quyền là không có mẹ à? Không có mẹ như này thì cô giáo có đi vào lớp ấy, các bạn có trêu ghẹo gì không? Không. Không trêu à? Bố của em Mạnh là bị mắt này không có nhìn rõ và bị một chút là như kiểu là thiểu năng trí tuệ của bác, không có được minh mẫn. Nhưng mà rất là may là cho lực tiếp xúc với lại em Quyền thì thấy là em Quyền không có cái gì mà nó bị ảnh hưởng tới từ bố sang con cả. Bố của Quyền thì bị mắt như này thì bị lâu chưa? Bị lâu rồi. Bị lâu rồi à? Từ lúc Quyền biết là bố đã bị thế rồi hay là như nào? À? Không biết. Không biết à? Chắc là bị từ lúc mà Quyền còn rất là nhỏ rồi. Đấy, như mẹ của Quyền bỏ đi là lúc đấy Quyền là vẫn biết rồi đúng không? Vâng. Thế mẹ Quyền thì nếu mà mẹ bây giờ mẹ quay trở lại mà đưa Quyền đi thì là Quyền muốn ở với mẹ hay là muốn ở với bố? Bố. Ở với bố thôi à? Không muốn ở với mẹ đâu à? Vâng. Nhưng mà tại vì sao là em không muốn ở với mẹ? Có thể nói cho anh nghe được không? À? Hay là mẹ đi lấy chồng mới là không muốn ở? Không. Là không muốn đi theo mẹ thôi à? Vâng. À. Thế là bây giờ quần áo của Quyền như này này. Quần áo của em ấy thì là có bộ nào mà còn mẹ mua cho không? Có một tí. Có một tí à? Là mấy cái? Một cái hay là hai cái? Một cái thôi. Một cái thôi à? Đây có vẻ như là vì gia đình nghèo, thành ra là trước khi mà mẹ còn ấy thì cũng không có sắm sửa được cho em Quyền là những cái bộ mà đầy đủ hơn hay là nhiều quần áo hơn cả cô bác ạ. Thế buổi sáng như này thì là Quyền tự dậy để đi học hay là bố gọi dậy? Tự dậy. Tự dậy à? Thế dậy ra thì có ăn gì để đi học không? Không. Không ăn gì á? Thế là nhịn đói để đi học à? Vâng. Nhịn đói để đi học thì đến lớp có học được không? Có. Nó học được à? Nhưng mà không có cơm nguội à để mà ăn hay là như nào? Hay là không muốn ăn? Không muốn ăn. Không muốn ăn á? Thế cơm thì có không nếu mà để mà ăn? Có. Có à? Có cơm nguội à? Vâng. Thế lần sau thì rang cơm nguội lên để mà ăn xong rồi đi học nhá. Vâng. Để có thể là có bữa là có bữa là không, phải không? Phải. À, nên là buổi sáng là em không ăn gì để mà đi học à? Vâng. À,
đợi bố của Quyền thì một cái thời gian thì cũng khá là lâu rồi. Bây giờ thì cũng khá là tối. Em có đi đón bố không? Có. Có đi đón bố à? Chắc là đi đón bố thì bây giờ chắc là cháu Lực cũng xin được ghi hình ở đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Rất là mong là khi mà cháu Lực đăng tải những thước phim này lên sẽ được sự đón nhận và yêu quý của các bác dành tới cho hai bố con một chút. Và thước phim này cũng khá là dài rồi. Cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Quyền bây giờ khoanh tay chào tạm biệt các bà nhé. Con chào tạm biệt các bà.